Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân Nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 6 tháng 12 cô chú anh chị ơi. Một cái trình thống kê cũng có giá. Cái trình gà giá nhiêu em? 250. 250 cô chú anh chị ơi. Bắt ba con chép đi, cái này 250, chép không gầy chắc cũng thua vậy, 88-90 ngàn vậy cô chú anh chị. Con chép 3 ký có chứ. Cái lăn cái đầm gầy giá nhiêu hành? Cái lăn cái đầm 170. Cái lăng 170 thôi chú anh chị. Cái này cũng 230. Nó tầm 230. Cái lăng là 170 nha. Cái lăng đùi dịch chưa đỏ. Cái lăng nhà đó là... Chép à? Ừ. Lá này giá nhiều lần? Lá 3 con ký nhiều? 26 hả? Ba bốn lạng. Cái này à? Lựa thấy ra liền cho chị Mơ gửi cho anh này anh đi trước rồi mà lon 5 ký rồi. 5 ký lựa đi, lựa để khô đi, lựa đi. Có nào bên này có mấy cái lá lớn rồi, lá này bự không à, này 280 lá lớn của chú anh chị ơi. Ông tính nhiều luôn. Ông 270 hả? Ông này giá cao hả? Ông không có ống nên giá cao. Có đục xong bự không chị? Đục xong bự có không? Chưa vô không? Có bông, cái bông lớn không chậu? Mấy ký? 3 ký mấy, bác hai con bự đi. Hai con bự mần với lại có hai con lóc bông không mần. Chích máu thôi. 3 ký nay nhiêu ạ? À? Không mặn nhiêu rồi mặn nhiêu? 74.000 rồi làm luôn à. Làm luôn 77.000 không làm rồi 74 à. Có 3 ký mấy luôn. À? 3 ký phi lê ở ngoài đó giá nhiêu ạ? 140 ạ. 3 ký đậu này đi, đậu ngon quá trời vậy. 3 ký đậu 3 ký phi lê. Ừ, đậu ngon. Đậu nhiêu ạ? 50 cô chú anh chị ơi, đậu quá biết. Đậu bự không luôn, cái đậu ăn cái tới tiền luôn, quá rẻ. Cái phi lê cái nhỏ này, nhỏ cái nhỏ rồi nó rẻ hơn 5.000. Ôi cầm vô miếng thịt còn giật luôn á đó. Đó bóp gì nó giật luôn, mới phi lê ra nè. Cá sông hả? Ghê vậy, cá sông nó mắc dữ à, cá mắc. Hôm có người dặn hoài à, mà hôm nay lâu quá không có, giờ cá xong cá ngon, cái bụng không có bụng nè. Thái và nướng cá xong nó nói kéo nhầm kia, kéo 700 con á. Ghê vậy. Kéo mà xong nghe đó. Nó đi theo bầy ha. Ồ cái đó mà ai mà câu chúng nó luồn á, câu thả luôn. Mắc không? Mắc không? Thái và nướng.
Dạ, bán bằng giá cá nuôi rồi. Bây giờ cá nuôi nhiều quá, khỏi bán vậy ha. Dầu đếm luôn, dầu đếm không có luôn. Nó hên xui lắm không cô chú anh chị. Đó, nó, cá này Tân nói rồi, nó hên xui lắm. Lâu lâu, mấy tháng rồi đó. Năm 6 tháng nay mới gặp cái dầu đếm qua. Năm 6 tháng năm nay luôn, năm gọi lên nhiều quá trời luôn. Cá ngon hả anh, đúng rồi. Cá bài hè đó. Ừ. Ngon ha. Không ai dặn. Không có người dặn. Bao nhiêu? 80. Không có cá sông. Ngon, cá nó ngon. Này có cái lạc vàng hồi nãy giờ, cái lạc vàng ngon quá trời. Trời, có cái gì, có má béo, có cái ngừ đại dương nè, có cái chim nè, có luôn, có mua luôn, cá mó có luôn nè, hôm nay cá biển nhiều nha. Cá mó này về chiên ngon lắm, muối xả xương xương chiên. Má béo nay nhiêu chị? Cái chim én nhỏ nó giá nhiêu? Trăm tám luôn. Này 85 ngàn. Để coi mấy cái chim én, mấy cái mọc má coi. Hôm nay lên cá mập luôn nè. Hỏi mà hỏi không có, bữa nay lên. Ồ, cá còn bay luôn nha. Cá này cũng nhiêu sao? Trăm à? Ồ, cá này hiếm nha, thưa anh chị. Muốn ăn là phải lâu lâu. Hên xui. À, quý chuyển à. Quý chuyển à. Nay không có chim đen sao? Trời xui. Chim đen nhỏ xíu à. Qua quá trời cá bự luôn. Cá quịch bự có không anh? Có, bự á. Trời bự chí mấy. Ừ, bắt hai con bự. Mối xanh nhỏ xíu rồi hết hả? À? Mối xanh có mấy con hết rồi. Anh, mối còn mà. Còn mà phải không? Hả? Quy, cá này còn không? Sao bảy con gì vậy? Này dặn dặn lâu lắm luôn rồi đó. Trời sao mà lại chân thèm mẹ qua Tết kìa. Sao được có hai con bự vậy? Sao được có hai con bự ạ? À? Để vậy. Có nhiều nữa. Cá nhỏ giá nhiều. Cá nhỏ giá nhiều. Nhỏ là 85, bự là 90. Giá cao quá vậy. Cái nhỏ 80 à? Không bán được đâu, cái này đồ lắm. Bỏ riêng cái nhỏ lấy hết luôn, cái nhỏ với cái lớn luôn đi, lại đi. Còn lâu lắm mới có vô rồi. Xô vô hết luôn đi, rồi giá nhiều. Có rồi. Xô vô hết luôn đi. Xô vô hết 100. 80 ngàn. Tô he nè. Tô he nè. Ông này tôi bỏ. Dạ ông chị ơi. Chị, có thịt không? 2 ký đi. Ô chợ này nhóc quá trơn biết đâu. Thấy con thằng này cũng quay được chứ nè. Nhóc quá trơn. Chợ này 5-7 người quay thôi. Dạ. Thấy mình quay làm ăn thích mua rồi giờ nó cũng đi theo cũng quay. Hào dân không có chiên. Không có chiên, có mấy thằng không có chiên hải sản cũng thấy cũng quay theo cũng bán được nữa. Quay đại nên tích tóc á. Nó không chiên nó đi nó 5 ký đi anh. Ừ. Nay nhiêu vậy anh Cảnh? 95. 5 ký nha anh. Người lớn á. Có bông lau 3 ký không vào? 3 ký á.
Nhiều em? 3 ký. Hả? Có 2 con, 3 con vậy đó. Ừ, có 2 con thôi. Nhiều vậy vậy? 65 đi. Ồ, cái thẻ ngon vậy? Thẻ gạo. Thẻ lúa. Thẻ là mấy trăm, 300 mấy. Ừ, thẻ biển. 2 con em. Căn 2 con em đọc số ký anh ơi. Có đục xong hả? Đục xong. Chưa có luôn. Ừ, đợi nữa. Quay cái hồi. Quay 80 nha. 80 hả? Anh đến mấy ký? 5 với 2 ký rưỡi là ba bọc phải không? Là cái phần kia là nó 2 ký rưỡi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cũng có 2 ký rưỡi đó. Vậy lấy vậy đi. Còn lấy gì nữa không Tâm? Còn lấy gì nữa không? Sa ba 2 ký. À, 2 ký sa ba. Sa ba xịn á. Sa ba 90 á. Cá hồi filê 245. Và cá đối bự quá trời luôn. Từ có cái chạch ngập lớn không? Bự á. Gì? Chạch ngập bự á. Có rồi con. Nhỏ. Nhỏ lắm. Bự còn phải dễ à. Lên đi kiếm là nhỏ quá. Có đại chạch lớn không ạ? Không, mua chạch ngợp đi làm khô. Chị 220 ạ. Làm bọc nửa ký cho em đi. 3 ký nha. Cá nàng 2 nha cô chú anh chị. 220 ngàn. Ủa, cái này có cân tiểu ly luôn à. Còn cân nữa rộn. Còn con dấu hả? Yeah. Nước nó màu hư. Nước oxy dần lên màu hư. Mình lên 55 ngàn hả? Đúng rồi. Cá con dài nhiêu? 31, 33. Không, ông nào mới bỏ rồi, chút xíu bỏ. Cá này cá miền Tây nó ngon của chú anh chị, thịt trắng. Cá này cá loại cá xuất khẩu á. Cá đi Mỹ rồi á. Phi lê ra sạch là đi nước ngoài không có chứ anh chị. Kiếm đầu mực nãy giờ chưa có cái đầu mực. Nay nhiêu ạ? À? Ngon đẹp chứ vậy? Ồ, nay bự. Nay bự luôn á. 4 ký đi. Nên lấy bự đi cho ngon. Cái gỗ này đâu lại. Bá luôn. Xanh lè, xanh lét luôn. 4 ký vậy. Kèo sò không chị ơi? Vi. Như qua vậy đó hả? Nay nhiêu chị? Có bọc 2 bọc 1 để khô. Bọc 2 bọc 1 để khô. Làm đi lát chị mơ qua lấy. Cái cha này ổng gãy ổng quay qua cái cha bán đi trơn. Cái cha khúc gãy nhiêu em? Cha này cha đập ở miền Tây. Lường gãy nhiêu vậy anh? Hả? 130 hả? Lường cái hồi của chú anh chị. Cá thu đao nữa nè. Thu đao nhiêu anh? 110. Thu nhật này của chú anh chị về kho cà hết sảy luôn. Gà có đầu nhỏ về nhóc trơn nè, lúc hỏi không có luôn á. Đầu nhỏ vậy. Nó quá. Ừ, hổm mắt. Hổm mắt quá trời mắt luôn. Gầy hạ chưa anh? Gầy hạ chưa đâu hồi á. 50 rồi. Hổm kiếm cái loại nhỏ nhỏ rồi bỏ quán không có luôn. 36, 35. Cá cam nhỏ nhỏ đó nhiều 1 ký.
60 tôi đến giờ cái canh xanh lè xanh lét luôn. Cái này 67 à? 67 à? 67 lạng. Đồng cá sống tươi ghê luôn. Rồi bọn đầu mực bữa nay bó tay rồi đó. Đầu nhỏ không à, không có đầu lớn. Rồi, thịt heo coi chứ anh chị ơi. Thịt heo này cái giá nó bình bình, nó không có lên xuống gì coi chứ anh chị. Ba gọi cắt lẻ thì 100. Còn nguyên thì đủ rồi đó. Nguyên thì 90 nha. Xay nè, xay này có 60 ngàn thôi. Đuôi heo thì 140 nè. Đó. Cái này như là 65 người cả thịt đùi. Alo. Rồi, lấy anh 4 kg ốc dồ đi. Mỡ, mỡ sách sẵn rồi 50 tôi chú anh chị. Cái giò dưới này là nhiêu mời? Mời. Này, mời. Cái giò dưới khúc dưới này là nhiêu? 70 hả? 70. Thịt thăng nó 75 ngàn. Thăng nó bằng giá với cốt lết coi chứ anh chị. Cốt lết nè, nguyên cây cũng 75 ngàn. Nguyên cây lấy nhiều 70 á. Thịt sườn non này cũng 75 ngàn. Sườn non 130 nha. Sườn non cá luôn trời. Cá luôn nè. Nay nay nhiều chị? 160. Cá lóc cũng gà ghẻ là nha coi chứ anh chị. Thôi được rồi, thấy biết rồi, ở đây mua hoài mà. Ngay chỗ là rồi làm đó hả? Ừ. Chỗ là rồi làm, năm rồi làm đó hả? Bao ngon. Bao cá chép luôn. Cá chê vàng làm nè. Chê vàng nuôi á cô chú anh chị. Trăm mấy? 130. Có mỗi ngày em chị không? Có mà. Mỗi ngày luôn ha. Có cái hồng luôn. Cái khô cái hồng có luôn, đặt hồng thì chắc cỡ 3 ngày. Đặt trước. Dạ. Nào cái tỷ muốn giao không là cho hai đặt trước. Dạ. Cái hồng nó hơi cao. Cái hồng nó tới 19. Cái là phi lê sạch xương. Sạch xương đó hả? Sạch xương luôn. Sạch xương hết luôn. Cá giò chó của anh đâu? 5 kg luôn hả? À? Đúng 5 kg luôn á. Đâu đập. Có 5 kg à. Vậy đó hả? Dạ, đúng rồi. Có bao nhiêu hả? Hai con hết luôn đó hả? Ừ, hết luôn. Có gì đó. Thôi kệ ghẻ mà lấy đại đi. Cái nào mắc tiền thì ngán, còn cái này ghẻ mà. Đúng rồi, nó sách. 60 ngàn ký rồi. Rồi không có cái nó muốn đục xong luôn rồi hả em? Bán 115 ngàn, mua tôm sống mua về và chị này 115 vậy. Tôm nhỏ hẹn dư nè. Con xuôi xuôi hẹn dư không? 3 kg đi vậy. Mấy kg vậy? Để hết luôn đi, dư cho ngoại luôn. Ngoại gửi khác. Gửi đi con. Chạch này nay nhiêu mình? Không, 230 hả? Nhìn giòn là 230 của chú anh chị ơi. Chịt lớn trong đó đó hả mình? Ờ đúng rồi lớn. Trong 208 đó hả? Lớn. Nay lấy con 3 không lớn tấn ơi. Dạ. 230 ngàn thôi. Chịt này là bán quán, xe này là vừa luôn rồi. Cũng ăn chịt chiên giòn thì là cỡ này nè. Chịt nhỏ này là bao nhiêu chú Tư? Chịt nhỏ này là bao nhiêu chú Tư? Dạ. Chịt nhỏ là bao nhiêu? Mà lấy con 18 thôi. Ghẻ luôn hả? Cái gì? Ghẻ luôn hả? Ghẻ luôn, khổng luôn ấy. Đây, để review rồi coi. Cá linh nè, cá linh nè. Cá linh miền Tây. Lấy con giá 60 chứ. Dạ. Đó là bớt con đồng. Ủa có con cái gì nè, rộng trong đó vậy? Cá này được không? Cá gì vậy? Cá chèn nhỏ rồi. Nè, cá cha bá luôn nè.
mua hoài vậy, lấy hết đi. Rồi lấy đi, bự nè, 280 ngàn. Bán đi. Nay có cái người lớn luôn coi chú anh chị, còn cả 7-8 kg, 10 kg gì ạ. Ồ, có người cá này tối giùm mắc không anh hè? Cá này mắc không? 100 ngàn à. Con này 7-8 kg, 9 kg gì đó coi chú anh chị, mắc còn trong. Hôm nay thì cua lột thì nó cũng giá dạng thôi chú anh chị ạ. Mà giá hôm qua nó cũng 450 cua 4 con ký, 3 con mấy 4 con thì cũng có 201 thôi. Cua cứng, cua thịt á. Rồi giá vậy nên tăng dặn à. Giá cái cũ nên tăng không có qua bản quầy. Đây có người nhỏ ngon. Cá người bò này ăn nó thịt nó mềm hơn con cá người trù á. Người trù kia càng kho nó càng cứng à. Cá này kho nó càng kho nó càng cứng, cá này rẻ. Cá người này nó kho càng kho nó cứng thật lại. Cái người bò thì nó mềm. Rồi, hôm nay Tân quay đến đây kết thúc clip nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nếu mà đặt đồ thì tranh thủ mình đặt vô buổi sáng cô chú anh chị. Thì khi giờ đó người ta nhận đơn nó dễ hơn. Rồi cô chú anh chị thì đặt tối quá cái ra chợ thì mua không có nhận đồ không kịp, không có nữa cô chú anh chị. Mình đặt buổi sáng ha. Còn nếu mà gọi tao không bắt máy cô chú anh chị cứ nhắn tin. Thì thức dậy tao đọc tin nhắn tao trả lời cô chú anh chị nha. Nhắn vô số di động của chú anh chị, tại cái Zalo của tao nó bị full bạn của chú anh chị thông cảm. Làm nhiều năm quá rồi giờ ai cũng kết bạn á. Nên nó hay bị lỗi tin nhắn của bên đó, chat nó bị sót tin hoài. Cô chú anh chị cứ nhắn qua cái số di động cho tao dễ chat ha.